3 đến ngày 26 tháng 10, khoảng 60 bức tranh do các trẻ em đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được trưng bày và bán tại Arcueil ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Đây là một hoạt động từ thiện do Hội người Việt Nam tại Pháp xúc tiến, phối hợp cùng với tổ chức từ thiện Pháp mang tên Bạn đồng hành đoàn kết Arcueil, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và mái ấm tre xanh của Hội bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc phiêu lưu hội họa của những đứa trẻ đường phố này bắt nguồn từ một dự án trong chiến dịch phòng chống nguy cơ bị xâm hại bạo hành đối với trẻ em đường phố. Với số tiền đầu tư khiêm tốn là 10 triệu đồng, 18 em đã được tham gia khóa học hội họa thử nghiệm. Hoạt động này được coi như là một phương pháp tâm lý trị liệu, bởi đa số các em được nhận về mái ấm tre xanh đều có hoàn cảnh rất đặc biệt và tâm lý thường phức tạp. Những cái ngày đầu tiên khi mà các em nó cầm bút, nhất là em Hiếu, thì nó vẽ với được cái gam màu rất là tối, và luôn luôn mình thấy trong cái bức tranh nó là thể hiện một cái gì đó rất là cô đơn, lạnh lẽo. Tới bây giờ thì cũng là những cái bức tranh do em này vẽ, nhưng cái sắc màu nó bắt đầu nó thay đổi, và cái điều đó nó cũng thể hiện rằng không phải là nó thay đổi về cái hình thức đâu, mà ngay cả cái nội tâm, cái đời sống của nó cũng vậy. Đối với các bạn trong mái ấm nó vui vẻ hơn, với thầy cô nó trò chuyện nhiều hơn, và nó bắt đầu nó cởi mở, nó bộc lộ những cái điều mà trong lòng nó trước giờ nó không chia sẻ. Vậy là mục đích tâm lý trị liệu có thể xem như đã đạt được ở một mức độ nào đó. Hơn thế nữa, rõ ràng có những em đã biểu lộ tài năng trong hội họa. Hội người Việt Nam tại Pháp phát hiện ra điều này và đã tìm nguồn tài chính để duy trì lớp học, chấp tiếp cánh cho giấc mơ của các em. Thì mình thấy rõ ràng là các em đã bày tỏ những cái thâm tâm, những cái sự khổ cực hay là những cái mơ ước, thì đây là những cái mơ ước của các em. Ngay trong ngày khai mạc triển lãm, nhiều bức tranh được bán với giá từ 40 đến 100 euro đã gặp được những người đồng cảm. Vậy là những trẻ em đường phố Việt Nam đã hòa nhập vào trong các gia đình Pháp. Toàn bộ tiền thu được từ tranh bán ở triển lãm này sẽ lại được đầu tư trực tiếp cho các hoạt động của mái ấm tre xanh.